khác bố cục. Xin chào mọi người, hiện tại bây giờ mình đang đi xem bắn pháo hoa. Quá trời đông người luôn rồi. Đi xuống coi tới cái điểm bắn đông nhẹ. Tới bờ sông rồi, tới bờ sông đây rồi. Sông nó bắn mình đó. Kiếm chỗ đứng rồi. Đông quá trời đông rồi. Giờ để kiếm chỗ đứng xong rồi không quay tiếp nha mọi người.
hả? 7 rưỡi. Mấy giờ? 7 giờ rưỡi. Còn 15 phút nữa. 7 giờ rưỡi tới 8 giờ rưỡi. Quá trời đông rồi. Giờ sẽ đứng ở đây để chờ nha mọi người. Còn 15, khoảng chừng 10 phút nữa là sẽ bắn pháo bông rồi. Phía sau người ta ngồi nhóc hết. Sắp tới giờ rồi mọi người ơi, bây giờ còn khoảng 1 phút nữa là 7 giờ rưỡi là sẽ bắt đầu bắn cho đến 8 giờ rưỡi. Giờ đang hồi hộp chờ đợi.
đã bắn được 20 phút rồi mọi người, còn khoảng 40 phút nữa mới xong. Quá đông vui, coi thôi mỏi mắt à, mỏi mắt mỏi cổ. Mỗi năm tổ chức một lần, nhưng mà do dịch bệnh cho nên là 2 năm gần đây là đã hoãn lại, không có tổ chức được. Và đến năm nay thì tình hình dịch bệnh nó đã ổn định rồi, cho nên là mới tổ chức lại lễ hội bắn pháo hoa này. Và mọi người đi chơi rất là đông vui, nhìn rất là vui nhộn nhịp. Tình hình là nãy giờ đã được 40 phút rồi mọi người, 20 phút nữa là sẽ hết. Thời gian dự kiến là khoảng 1 tiếng đồng hồ. Mọi người vẫn còn đang coi rất là đông. Có một số người người ta đã đi về rồi. Đi về lần lần rồi đấy. Ngồi nữa rất là đông. Hình là còn 10 phút nữa nha mọi người, mà pháo hoa vẫn còn đang bắn, khoảng 10 phút nữa là sẽ hết.
quay rồi mà bị em đỡ. Rất là nhiều màu sắc. Trên cầu để cùng ngắm pháo hoa. Nghe những tiếng nổ rất là đã tai. Ráng quay cho nó hết luôn rồi. Còn khoảng 2 phút nữa là sẽ kết thúc. Càng về cuối nó sẽ càng đẹp hơn, nó sẽ bắn càng nhiều hơn nữa. Chuẩn bị đi về đó mọi người đó. Đứng đây, đứng đây chào đi. 20 phút rồi. Hồi nãy thì mình dự định là sẽ về trước khoảng 15 phút để cho không bị đông người quá, nhưng mà ráng ở lại coi những lọt pháo hoa cuối cùng, nó rất là đẹp, cho nên là bây giờ phải đứng chờ để mọi người về bớt rồi mình sẽ đi về sau.
bây giờ rất rất đông người đang đi về, rất là đông. Em cào cào lên xem pháo hoa. Xin chào và hẹn tạm biệt mọi người ở clip tiếp theo nha. Giờ sẽ chuẩn bị đi về đây.